Hà Nội rét đậm đột ngột, dự báo số người khám bệnh gia tăng. Sau khoảng giảm nhiệt độ đột ngột, nhiều người dân tại Hà Nội phải đi khám do gặp các vấn đề liên quan đến đường hô hấp. Trong ngày cuối cùng của tháng 11, người dân Hà Nội lần lượt trải qua hai mức nhiệt trên nhau, sắp xỉ tới 10 độ C. Song song với đó là hai kiểu thời tiết trái ngược nhau khi ban ngày trời nắng nóng, chiều tối lại mưa dông gió lạnh. Thời tiết mưa rét đậm với nhiệt độ từ 12 đến 14 độ C tiếp tục duy trì mang tới nhiều nguy cơ cho sức khỏe người dân. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, một ngày sau khi thời tiết tại Hà Nội chuyển biến rõ rệt, số lượng bệnh nhân là người cao tuổi phải tới kiểm tra thăm khám đã tương đối lớn. Hàng ghế chờ tới lượt gặp bác sĩ thăm khám lâm sàng và thanh toán chi phí đã gần như được lấp kín ở một số phòng nhất định thuộc khoa khám bệnh. Trao đổi với báo chí, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng khoa khám bệnh cho biết, với kiểu thời tiết như hiện nay, số lượng bệnh nhân tới khám trong thời gian tới chắc chắn sẽ tăng cao. Trong khi đó, thời điểm hiện tại, số người tới khám do các vấn đề phát sinh từ sự thay đổi thời tiết vẫn chưa đột biến. Vị chuyên gia cũng khẳng định nhóm có nguy cơ lớn nhất trong thời tiết này là người cao tuổi và trẻ em. Tuy nhiên, những người trẻ khỏe mạnh vẫn đứng trước nguy cơ nhất định về sức khỏe của mình. Thông thường, không khí khi đi vào đường hô hấp phải được sưởi ấm. Tuy nhiên, thời tiết rét đậm như hiện nay khiến gió lạnh đi vào mũi họng làm giảm nhiệt tại những cơ quan thuộc đường hô hấp, từ đó gây ra các tình trạng như là viêm họng, viêm xoang. Một số người có sức đề kháng yếu thậm chí có thể bị viêm phế quản, viêm phổi. Với những người có bệnh nền phổi tắc nghẽn mãn tính, nhiệt độ giảm đột ngột còn gây co thắt thanh quản, tạo ra các đợt cấp tính nguy hiểm. Theo vị chuyên gia này, một số mặt bệnh thường gặp nhất trong bối cảnh thời tiết rét đậm như hiện nay là tăng huyết áp, viêm đường hô hấp, viêm mũi họng, viêm xoang, viêm phổi, đột quỵ, hội chứng tiền đình do co thắt mạch máu não, thiếu máu não, v.v. Cụ thể, cơ thể con người rất nhạy cảm với những thay đổi dù nhỏ của môi trường. Do đó, trước khi thời tiết chuyển lạnh vào buổi tối, ngay từ buổi sáng, một số người đã có thể xuất hiện tình trạng như hoa mắt, chóng mặt, tăng huyết áp. Trong bối cảnh đó, bác sĩ Hằng khuyến cáo cách tốt nhất để phòng bệnh là cố gắng tránh bị tác động đột ngột từ môi trường. Trong đó, yếu tố quan trọng hàng đầu là đảm bảo sức đề kháng của cơ thể. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.